Vâng, xin chào anh chị các bạn. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ vào ngay về giải pháp liên quan đến định hướng nghề nghiệp dành cho sale bất động sản. Và tất nhiên chúng ta có thể mở rộng ra thành cho các sale khác cũng được. Nó cũng gọi là the same, tức là nó tương tự như vậy. Nhưng cái video này thì tôi được đào tạo dành riêng cho các anh chị mới vào nghề sale bất động sản, có kinh nghiệm dưới 1 đến 2 năm. Thế còn các anh chị mà có kinh nghiệm nhiều hơn rồi, xin được chúc mừng các anh chị. Và cũng xin được cảm ơn và cũng xin được sự làm quen với các anh chị để chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Và ok, thế thì khi mà bạn thiếu định hướng nghề nghiệp, khi mà các bạn cảm thấy băn khoăn, đúng không ạ, cảm chưa thấy cái tầm nhìn tương lai của mình, thì chúng ta cần phải nhìn nhận là nghề nghiệp muốn thành công được, nó phải là 5 năm đến 10 năm tới. Chúng ta không dễ dàng gì thành công ngay được trong khi chúng ta mới làm 1-2 năm. Tất nhiên nếu may mắn và nỗ lực thì chúng ta có thể đạt trong vòng thời gian 3 năm. Thế còn sớm hơn thì tôi nghe rằng e rằng nó hơi khó, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ như tôi, các anh chị thấy đứng trước máy quay và tôi nói rất là thoải mái, rất là vô tư, rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy từ thái độ, tác phong, rồi câu chuyện, rồi vân vân. Các bạn thấy nó rất là dễ dàng. Tôi còn không có cả cái máy chiếu, máy chiếc giống như là các cái giảng viên khác. Tôi tự nói, tôi tự viết được bài giảng, tôi tự nói được. Các bạn nhìn thấy tôi, hầu như tôi chỉ nhìn các bạn thôi. Tôi không nhìn cái gì khác, tôi cũng không có bất kỳ cái thiết bị gì khác. Các bạn thấy nó rất là dễ dàng đúng không ạ? Không phải thế. Các bạn không thấy được những cái sự khó khăn. 10 năm tôi đi làm giảng viên đại học, đúng không ạ? Từ năm 2008 đến bây giờ là 10 năm rồi. Tôi đi làm cho không biết bao nhiêu công ty. Tôi cũng đầu tư vào 3-4 công ty. Tôi cũng bán hàng, tôi trải qua rất nhiều nghề. Trong một ngày tôi làm nhiều nghề một lúc. Sáng làm giảng viên, chiều làm kinh doanh, tối đi dạy và đêm đi học, vân vân. Thì tất cả những thứ đấy nó chính là những cái định hướng nghề nghiệp, nó chính là những cái trải nghiệm nghề nghiệp. Mà người ta nói rằng muốn trở thành chuyên gia thì không có nào cách nào khác là bắt buộc là phải gì? 10.000 giờ. Và 10.000 giờ, đây ạ, số 1 và số 0. Ý tôi muốn nói là gì? Phải có sự trải nghiệm. Đấy. Thế thì mình phải định hướng là bạn hay là chúng ta sẽ trở thành ai trong 5 năm tới, sẽ trở thành ai trong 10 năm tới. Chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn ra một chút, đúng không ạ? Bạn có muốn sống chết với nghề này hay không, mà ngoặc nghề bất động sản, sale bất động sản, thấy chưa? Môi giới chuyên nghiệp, có muốn hay không ạ? Bạn có thấy sống ổn với nghề này hay không, hoặc là những nghề khác tương tự như tôi đã nói, thấy chưa? Mục tiêu thu nhập của bạn như thế nào? Năm thứ nhất lương 5 triệu, năm thứ hai lương 10 triệu, năm thứ ba lương 20 triệu, năm thứ tư thu nhập 100 triệu, năm thứ năm thu nhập 200 triệu. Tôi giả sử như thế. Những con số có thể hơi viển vông, nhưng các bạn có thể đặt ra theo ngưỡng như vậy: 5, 10, 15, 20, 25, 30 hay là 5, 10, 20, 30, 40, 50, tùy các bạn đặt. Bởi vì với nghề bất động sản, nếu các bạn có duyên, các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, thực sự là như vậy. Các bạn có thể chuyên đi xây nhà, mua lại nhà và chỉnh sửa sang một chút, mông má một chút, bán lại chênh ngay vài trăm đến cả tỷ. Tất nhiên lý thuyết là như thế, có thể không dễ, đúng không ạ? Thậm chí có những người ta chuyên đi xây nhà nghỉ để cho thuê. Đấy, hoặc là đi thuê nhà nghỉ lắp đặt lại xong đó lại bán lại cho người khác đầu tư. Có nhiều. Rồi có những người chuyên là làm bất động sản cho thuê nhưng mà cho thuê nhà trọ. Có người thì chuyên làm bất động sản cho thuê nhưng cho thuê văn phòng. Có người chuyên làm bất động sản cho thuê nhưng thuê mặt bằng bán lẻ. Đấy, đi sâu vào từng cái ngõ ngách của thị trường và trở thành người giỏi nhất trong cái ngõ ngách đó, đúng không ạ? Mục tiêu thu nhập là bao nhiêu từng năm và đưa ra lộ trình để có thể đạt được cái thu nhập đó từng năm một. Và thu nhập nâng cao thì luôn luôn đi kèm với những kỹ năng, những kinh nghiệm, những vị trí công việc để có thể đạt được cái thu nhập đó. Chứ không dễ dàng gì cứ hô như kiểu đa cấp ấy, đúng không ạ? Tôi thế này, tôi thế kia, không. Bạn có tầm nhìn, bạn có mục tiêu rõ ràng và bạn hành động để đạt được cái mục đích đó. Chứ không phải bạn phải hô hào với ai cả. Bạn tự đặt mục tiêu cho mình. Và mỗi buổi sáng bạn tự nhủ rằng ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, mình sẽ làm được những điều tốt đẹp cho bản thân mình và cho cộng đồng. Mình nên có tư duy tích cực như vậy, được chưa ạ? Tôi nhắc lại nhé, muốn có thu nhập cao thì phải có kỹ năng tương ứng, phải có trải nghiệm tương ứng, phải có vị trí công việc tương ứng, được chưa ạ? Số lượng khách hàng, số công việc được giải quyết, mức độ phức tạp của công việc được nâng cao. Ok, tiếp tục, đúng không ạ? Bạn hãy trả lời cho câu hỏi một ngày bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho nó, một tháng bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho nó. Ví dụ đối với nghề online marketing và sale,
online của tôi. Tôi dành toàn bộ thời gian cho nó. Bây giờ đi làm về đêm tôi vẫn thao thao bất tuyệt nói về nó. Sau đó trước khi đi ngủ tôi lại đọc một cuốn sách hoặc tôi lướt vào một trang mạng. Tôi mua rất nhiều sách trên Amazon, đọc những cái cuốn sách của người nước ngoài. Họ viết nó cũng mới hơn, hay hơn của người Việt rất nhiều. Tôi không có ý chê người Việt đúng không ạ? Nhưng mà những cái kiến thức mới thì bao giờ chúng ta cũng cập nhật của người nước ngoài, có đúng không ạ? Đấy là chúng ta đang nói về gì ạ? Định hướng nghề nghiệp. Đấy. Thế rồi bạn sẽ trả lời cho câu hỏi tiếp theo là gì? Như thế nào gọi là một người thành đạt với nghề môi giới? Hay là như thế nào là một cái người có cái thu nhập tốt trong cái nghề môi giới và trở thành một người môi giới chuyên nghiệp, trở thành một chuyên gia về bất động sản? Và làm thế nào? Thì đây sẽ là câu trả lời. Thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm đến yếu tố ngoại hình. Nếu ai chưa quan tâm đến yếu tố ngoại hình thì đề nghị hãy quan tâm ngay lập tức. Ví dụ như trang phục mình ăn mặc trông phải rất lịch sự, đúng không ạ? Thí dụ như các bạn để ý, toàn bộ series video này rất dài, 6-70 video tôi quay với các cái bộ com lê, veston demi với áo sơ mi rất lịch sự. Còn tôi cũng hay mặc đồ casual wear lắm, đồ thể thao rồi đồ dòng casual tôi thích vì nó rất là dễ chịu. Nhưng khi tôi đứng đây tôi đóng vai trò tôi là một người bán hàng. Bởi vì các bạn đang học cái gì? Các bạn đang học cái khóa học của tôi. Các bạn đang nghe tôi nói chính là đang sử dụng dịch vụ của tôi. Ngoại hình, tác phong của tôi phải chuyên nghiệp, đúng không ạ? Vâng, đầu tóc, mặt mày, quần áo, trang phục, cách giao tiếp mình phải chuyên nghiệp lên. Các quy tắc, đúng không ạ? Giao tiếp mình phải có, đúng không ạ? Các tố chất đối với nghề sale, có 20 cái tố chất tôi đã nói trong các video trước đó rồi. Mình xem mình thiếu tố chất nào và mình phải cần bổ sung, đúng không ạ? Như kiên nhẫn, ham học hỏi, đúng không ạ? Chân thật, trung thành, biết ơn, vân vân. Đấy, tất cả những cái thứ như thế là đấy chính là tố chất của một nghề sale. Thì mình liệt kê ra và mình sẽ theo đuổi nó, được chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì các kỹ năng nghề nghiệp thì tôi cũng đã trình bày với các anh chị trong series video này. Đó, có 16 cái kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực sale, đúng không ạ? Ví dụ như là kỹ năng tư vấn, đúng không ạ? Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng xử lý tình huống, đúng không ạ? Kỹ năng thuyết trình, đấy, kỹ năng chốt đơn, kiểu như thế. Chúng ta có rất nhiều các kỹ năng thì tôi đã liệt kê ra khoảng 16 cái kỹ năng nghề nghiệp. Thì chúng ta cần phải hoàn thiện từng bước và nâng cao các kỹ năng này. Chứ không phải là chúng ta chỉ có một kỹ năng là chúng ta ăn đâu. Chúng ta sẽ cần nhiều kỹ năng và mỗi kỹ năng chúng ta đều phải rất thành thạo, đúng không ạ? Ví dụ như tôi làm online marketing chẳng hạn, chụp ảnh tôi biết chụp, Photoshop tôi biết chỉnh sửa, tôi chụp ảnh khá đẹp, tôi khẳng định luôn, Photoshop tôi biết làm, đúng không ạ? Ghép ảnh các thứ tôi biết làm, tất cả những thứ đấy để phục vụ cho công việc, đúng không ạ? Làm web tôi biết làm, đăng hình tôi biết làm, viết content tôi biết làm, tôi khẳng định điều đó. Tôi sử dụng được các phần mềm, đấy chính là kỹ năng nghề nghiệp. Tôi không phải khoe khoang về bản thân, nhưng tôi nói là đấy là kỹ năng nghề nghiệp, được chưa ạ? Vâng, bước tiếp theo trong cái phần mà mình định hướng trở thành một cái người môi giới bất động sản chuyên nghiệp, đó là phải xây dựng uy tín cá nhân. Uy tín cá nhân của bản thân là cái gì, đúng không ạ? Người ta nhắc đến mình là một người không bao giờ là gì ạ? Sai hẹn, không bao giờ lèm nhèm tiền bạc, không bao giờ lằng nhằng. Cái đó gọi là uy tín cá nhân. Thì chúng ta thực hiện cho tôi cái công thức 5 đúng. Xây dựng uy tín cá nhân bằng công thức 5 đúng, được chưa ạ? Đúng hẹn, đúng lời, đúng thời điểm, đúng cam kết và đúng giá trị. Đó. Thế thì với 5 đúng như thế này thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta xây dựng được hình ảnh uy tín cá nhân, đúng không ạ? Đúng hẹn là về thời gian, đúng lời chúng ta nói chúng ta sẽ giữ lời, chúng ta thực thi nó, tôi bảo tôi trả tiền ngày này giờ này là tôi trả. Và các anh chị cũng làm như thế, còn không trả được phải hẹn đàng hoàng, đúng không ạ? Đúng thời điểm để tư vấn cho khách hàng, đúng cam kết, đưa ra cam kết cái gì phải thực thi đúng. Đấy, đúng giá trị nói phải đúng giá trị, tức là cái này đáng 1 triệu phải nói 1 triệu, cái này đáng 500 nghìn phải nói 500 nghìn, không thể nào nhập nhèm vì lợi ích của chúng ta và hy sinh lợi ích của khách hàng, đúng không? Thế rồi tiếp tục yếu tố thứ 5 trong lĩnh vực mà để các bạn trở thành một cái chuyên gia, một cái người nổi tiếng hay một cái người giỏi về lĩnh vực môi giới bất động sản, đấy là kiến thức về chuyên môn. Đấy, kiến thức về chuyên môn thì các bạn đã được xem ở cái video trước rồi, chuyên môn về bất động sản, đúng không ạ? Rồi các bạn phải cố gắng phấn đấu và có mục tiêu trở thành chuyên gia hoặc là những người có số má trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm việc. Nhắc đến người này người ta phải biết, nhắc đến người kia người ta phải biết. Bởi vì bây giờ người ta nói là gì? Không phải là bạn biết ai, mà là ai biết bạn. Đấy. Thế rồi các bạn phải chuẩn bị các bộ sales kit bán hàng chuyên nghiệp,
không phải trông chờ vào cái bộ circuit của công ty. Circuit là cái gì thì chúng ta đã được học trong video trước rồi. Đó, circuit tức là công cụ bán hàng. Chúng ta bán hàng bằng cái gì? Đúng không ạ? Catalog, hình ảnh, bảng báo giá, đúng không ạ? Các hợp đồng mẫu, các bảng hàng, các cái form điền thông tin khách hàng, đúng không ạ? Rồi thì sổ tay, rồi thì phiếu câu hỏi, tài liệu giấy bút, danh thiếp, rất chuyên nghiệp, đúng không ạ? Bài thuyết trình, slide, video, đúng không ạ? Rồi thiết bị phần cứng là máy tính, là iPad, là điện thoại. Đấy, và chúng ta có thể là phải thực thi đến tận công trường, đến tận dự án, đúng không ạ? Chúng ta đưa khách hàng đến, thậm chí là gì ạ? Cái kỹ năng lái xe ô tô đối với một người sale bất động sản cũng cần phải biết, kể cả nữ chúng ta cũng phải biết lái xe. Thì đó là những cái yêu cầu cơ bản bắt buộc để giúp các bạn có thể định hướng về nghề nghiệp, và các bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp trong tương lai, và các bạn có thể có thu nhập tốt, có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển được. Đối với tôi, quan trọng nhất là sự chuyên tâm của các bạn. Còn lại thì bất kể nghề nào, các bạn yêu nó, các bạn cố gắng vì nó, các bạn phấn đấu học hỏi những người giỏi nhất, và muốn trở thành những người giỏi nhất, các bạn sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Hãy tư duy tích cực như thế, được chưa ạ? Tôi thực lòng chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.